một siêu phẩm kinh dị cuối cùng cũng lên sóng, không chỉ tạo sức hút mà còn vô cùng đáng sợ. Một đám dân tị nạn đến trước cửa nhà xin ăn, quản gia không từ chối, anh chàng phía sau cũng muốn vào, nhưng đàn ông thì không vào được. Vì sao chứ? Xin ngài cho chúng tôi vào đi. Và ông ta ném một túi tiền xuống đất, họ chẳng để ý đến nữ nhân vật chính. Cầm lấy tiền chạy đi. Những người phụ nữ được ăn một bữa thịnh soạn, nhưng trong đó có một cô bé. Khi Tiểu Huệ cầm bánh bao lên, em gái lại biến mất. Cô vội vã tìm khắp nơi, và đi lạc vào linh đường. Ông lão trong ảnh như người sống nhìn cô chằm chằm. Các bạn sẽ không đoán ra quan hệ giữa ông và quản gia. Đến khi Tiểu Huệ đi ra, em gái vẫn ngồi yên nơi đó. Bà lớn thấy Tiểu Huệ lương thiện, liền gọi cô đến bên cạnh. Cô đã từng lên giường với người đàn ông nào chưa? Dạ, chưa từng. Và ra lệnh đưa cô ấy vào phòng. Bà lớn đã chọn cô rồi, để cô làm nha hoàn bên cạnh bà ta. Đúng vậy. Sau này, cô và em gái ở Trương Phủ cũng coi như được hưởng phúc rồi. Tiểu Huệ nghĩ ngày tháng hạnh phúc sắp đến, không còn phải chịu đói khổ. Nhưng lập tức cô được đưa đến tế đàn, bốn tên đàn ông khiêng cô. Từ đi về phía quan tài, Tiểu Huệ cứ tưởng mình bị chôn sống, ai ngờ chôn cùng với bà lão. Pháp sư bắt đầu làm phép, cảnh tượng đáng sợ xuất hiện. Thỉnh an Trương lão gia, Trương lão thái thái. Ta thích thân sắc này chàng chọn. À mà khoan, đây chỉ là đoạn mở đầu, đừng vội, ngày mai bộ phim sẽ được công chiếu, hãy đăng ký kênh, nhất định không phụ lòng mong đợi.